Nhà máy thủy điện Đắc Re được xây dựng trên sông Đắc Re, là sông nhánh cấp 1 của sông Trà Khúc, bắt nguồn từ vùng núi cao 1.500m, cách tuyến đập hồ A thủy điện Vĩnh Sơn khoảng 30 km về phía đông bắc. Tuyến đập có tọa độ 108 độ 29,06 độ kinh đông và 14 độ 36,06 độ vĩ bắc, thuộc xã Hiếu, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Vị trí nhà máy thuộc xã Ba Sa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những địa phương thuộc vùng kinh tế còn kém phát triển, với nguồn sống chủ yếu là làm nương rẫy và trồng lúa, kinh tế tự cung tự cấp, được nhà nước xếp vào diện khó khăn. Do đó, nhà máy thủy điện Đắc Re có tầm quan trọng đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của hai tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung, là đòn bẩy tích cực trong chiến lược nâng cao dân trí, phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu, vùng xa của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, công trình thủy điện Đắc Re sau khi đưa vào vận hành khai thác sẽ hòa vào lưới điện quốc gia, góp phần ổn định lưới điện của cả hai tỉnh nói riêng và lưới điện quốc gia nói chung, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam. Với vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt là 70 MW, nhà máy thủy điện Đắc Re có sản lượng điện trung bình hàng năm là 220,06 triệu kW. Các hạng mục công trình của dự án: đập dâng hồ Đắc Sô Rách có chiều cao 18,5 m với kết cấu là đập tường ô. Đập dâng hồ Đắc Re có chiều cao lên đến 43,5 m với kết cấu là đập bê tông trọng lực. Đập tràn hồ Đắc Re được thiết kế theo kiểu đập tràn thực dụng Crazy Officerop loại 0/0, hình thức đập tràn có cửa van, còn đập tràn hồ Đắc Sô Rách được thiết kế dạng Pienoki loại B là hình thức đập tràn không có cửa van, được đặt tại lòng sông, tràn nhiều gồm khoang bố trí kiểu phím đàn piano, kết cấu gồm nhiều tường bê tông cốt thép thẳng đứng, tương đối mỏng, đặt theo dạng phím piano. Đường hầm dẫn nước được thiết kế với lưu lượng 10,69 m khối trên giây, cao trình đầu vào đường hầm là 913 m, cao trình đáy cuối đường hầm tại vị trí giếng điều áp là 848 m. Tổng chiều dài đường hầm từ cửa lấy nước đến nhà van là 5.322 m. Cộng tất cả các hạng mục hầm phụ toàn tuyến phục vụ thi công thì chiều dài đường hầm của dự án kéo dài đến gần 11 km. Đường ống áp lực nối tiếp giữa đường hầm đến nhà máy có đường kính ống thép 1,5 m. Trên đường ống có bố trí các mố néo, mố đỡ để giữ ổn định đường ống trong quá trình thi công và vận hành. Cửa lấy nước kiểu tháp có cầu công tác dài 27,5 m, đặt ở cao trình 936,0 m. Giếng điều áp có chức năng làm giảm áp lực nước va trong đường hầm trong trường hợp cắt tải và mở tải đột ngột. Giếng tháp có độ sâu vài trăm mét. Việc thi công diễn ra không hề dễ dàng vì nơi đây địa thế núi đá hiểm trở. Để thực hiện thành công, đòi hỏi phải tập trung và máy móc kỹ thuật cao. Nhà máy có kết cấu bê tông cốt thép được đặt bên bờ suối Leng, gồm hai tổ máy trục ngang với tua bin loại Penton, khoảng cách tim của hai tổ máy là 14,8 m. Tổng khối lượng thi công của dự án bao gồm đào đất 545.000 m khối, đào đá 180.000 m khối, gia công lắp ráp 135.000 tấn thép các loại, khối lượng bê tông các loại 240.000 m khối, trạm phân phối 110 kV. Được xây dựng bên cạnh nhà máy với nhiệm vụ truyền tải công suất của nhà máy về hệ thống điện quốc gia bằng đường dây 110 kV. Chiều dài của đường dây là 58 km, kéo dài từ xã Ba Sa, huyện Ba Tơ về đến Thạch Trụ, huyện Mộ Đức. Thủy điện Đắc Re là một dự án có quy mô lớn. Trước lúc tiến hành khởi công thì địa thế tại đây là núi đá, rừng cây hiểm trở, hầu như không có đường để đi lại. Chính vì vậy, để phục vụ cho công việc thi công được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, Thiên Tân Group đã tiến hành làm trên 50 km đường. Các con đường này dẫn tới các hạng mục lớn như đường hầm dẫn nước, tháp điều áp, ống thủy lực, đập ngăn nước, nhà máy sản xuất đá, nhà máy sản xuất cát, trạm trộn bê tông, v.v. Đặc biệt, khi Thiên Tân Group tiến hành làm các con đường này thì hoàn toàn không ảnh hưởng tới cây cối và môi trường sống xung quanh. Sau khi công trình hoàn thành, những con đường này nghiễm nhiên giúp bà con đồng bào dân tộc sống tại đây được đi lại thuận lợi hơn trong đời sống hàng ngày.
ngoài những kết cấu hạng mục của công trình thì các thiết bị được sử dụng để thi công, vận hành nhà máy cũng được quan tâm chú trọng. Đây có thể xem là công trình thủy điện với hạng mục cột nước có cao trình cao nhất miền Trung hiện nay, nên các thiết bị được sử dụng để xây dựng và vận hành nhà máy là những thiết bị hiện đại nhất của Đức và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, để đạt và vượt các mốc tiến độ đề ra, có thời điểm công trình đã huy động toàn bộ lực lượng nhân công thời vụ của xã Hiếu, Con Plong, Con Tum và xã Ba Sa, Ba Tơ, Quảng Ngãi với số lao động lên đến 500 người. Toàn công trình có khoảng 1.000 nhân công làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Tất cả các nhà thầu và đơn vị thi công với thiết bị máy móc luôn sẵn sàng vượt qua địa hình khó khăn, địa chất phức tạp và thời tiết khắc nghiệt của núi rừng để chinh phục từng mét hầm, đường ống áp lực, tỉ mẩn lắp đặt an toàn các thiết bị vào hai tổ máy, chờ ngày khởi động tua bin, chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia, bổ sung vào nguồn năng lượng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước. Xác định nhà máy thủy điện Đắc Re phải là một dự án thủy điện xanh đúng nghĩa, nên Thiên Tân Group đã rất cẩn trọng trong việc chọn phương án xây dựng. Để tìm được phương án tối ưu vừa không ảnh hưởng đến rừng, đến dân sinh mà vẫn đảm bảo hiệu quả dự án, nên từ năm 2003, chủ đầu tư đã chấp nhận mất thêm thời gian, công sức và kinh phí vì nếu triển khai theo phương án được phê duyệt ban đầu, dự án phải di rời, tái định cư và làm xáo trộn cuộc sống của hơn 620 hộ dân, giải phóng mặt bằng hơn 100 hectare lúa nước, ảnh hưởng hơn 170 hectare rừng. Do đó, để có được phương án bền vững nhất, Thiên Tân Group và các chuyên gia đã họp bàn, khảo sát nhiều lần. Cuối cùng với phương án đào hầm, dự án đã không phải di rời bất cứ hộ dân nào, không ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa nước của bà con và đặc biệt là giữ được rừng. Chính vì vậy, sẽ không còn gì bàn cãi nếu nói rằng đây là nhà máy thủy điện độc đáo nhất Việt Nam. Dự án đã thành công khi không ảnh hưởng đến các hộ dân trong vùng dự án. Người dân không phải di rời nhà ở, cũng như không bị mất đất canh tác và mức độ ảnh hưởng đến rừng dưới mức cho phép của nhà nước tới gần 9,5 lần. Theo quy định thì khi chủ đầu tư dự án 1 MW được phép ảnh hưởng đến 10 hectare rừng, nhưng tại Đắc Re 1 MW chỉ ảnh hưởng đến 0,5 hectare rừng. Khi nhắc đến thủy điện, người dân dường như đã thành nỗi ám ảnh lẫn bức xúc bởi tình trạng mất rừng, biến dạng môi trường sinh thái, mất đất, mất sinh kế, thậm chí có người mất mạng vì tình trạng xả lũ. Nhưng với thủy điện Đắc Re, nhà máy được thiết kế với công nghệ hiện đại, không áp dụng biện pháp xả lũ trong quá trình vận hành mà xây dựng đập tràn tự nhiên, hạn chế thấp nhất thiệt hại đến môi trường và cộng đồng. Đập tràn được kiểm tra điều kiện ổn định và ứng suất dưới nền đập ứng với các tổ hợp tải trọng tác động, các mực nước hồ theo quy định. Qua kết quả tính toán, trong tất cả các trường hợp đập đều thỏa điều kiện chống trượt, chống lật và ứng suất theo quy định. Vì vậy, dự án thủy điện Đắc Re được đánh giá là một trong những dự án có tầm quan trọng về mặt kinh tế và xã hội, với mục tiêu phát triển một dự án năng lượng tái tạo sạch, thân thiện với môi trường và góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Đặc biệt, khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Trong 5 năm đầu nộp ngân sách khoảng hơn 70 tỷ đồng trên một năm, sau 5 năm sẽ tăng lên gấp đôi. Sau chặng đường vượt mọi gian nan với bao vất vả, khó khăn, lao động sáng tạo không ngừng của Thiên Tân Group, cả hai tổ máy phát điện của nhà máy thủy điện Đắc Re đã được vận hành, hòa vào lưới điện quốc gia. Công trình mang lại niềm tự hào khi là một nhà máy thủy điện độc đáo nhất Việt Nam, hài hòa với môi trường cảnh quan, tác động môi trường sinh thái ở mức thấp nhất và hoàn toàn không làm xáo trộn đến cuộc sống của người dân. Có thể khẳng định, thủy điện Đắc Re là một dự án đa mục tiêu khi mang lại hiệu ích kinh tế tổng hợp, chống lũ, chống hạn, cung cấp nước tưới cho nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân, đóng góp nguồn ngân sách to lớn cho nhà nước và địa phương, giúp làm thay đổi bộ mặt hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặt khác, thành công của thủy điện Đắc Re là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh đạo Thiên Tân Group và toàn thể cán bộ công nhân viên trên hành trình vươn xa, khẳng định thương hiệu Thiên Tân Group trên thị trường quốc tế. Dự án được đánh giá cao chính là thành công mới trong chiến lược mở rộng đầu tư vào năng lượng của Thiên Tân Group, hướng đến sự phát triển bền vững và hiện thực hóa mục tiêu chiến lược trở thành công ty hàng đầu về năng lượng xanh tại Việt Nam.